vào năm Mậu Tỵ, ngày mùng 4 tháng 6, ngày Đức Phật giảng Tứ Diệu Đế, Trôchi Trangpo đã du hành về phương Bắc với một đoàn tùy tùng rộng lớn tới Tạc Lung, Chan Ba Chen và những thánh địa khác. Tại Tây Chen, Trôchi Phô Trang ở Sang Tắc Na, vào ngày mùng 8 kiết tường của tháng Saga Takwa, ngài thọ nhận các giới nguyện cụ túc từ Triwo Rinpoche, Chanchup Nyingpo. Sau đó, hai đạo sư trao đổi các quán đảnh. Trôchi Trangpo đi du lịch đại thánh địa Sang Phulung và địa điểm nhập thức Tăng Sắc. Mặc dù thực hành thiền định chính yếu của Đức Chiten Songgon là Chakra Sabyara, số người thực hiện thiền định này đã suy giảm từ thời đại của ngài. Bởi thế, Trôchi Trangpo đã sáng tác một bản văn rút gọn cho Sahana này và lặp lại thực hành của nó. Trong thời gian này, Trôchi Trangpo đã thọ nhận vô số cúng dường, ban nhiều giáo lý và đã phân phát của cải làm hài lòng những người nghèo khổ. Vào mùa thu, ngài trở lại Yangrira ở Tri Gung. Ở đó, ngài đã củng cố ba dòng thực hành và đã thiết lập vô song của ngày thứ 14 và 15. Trong năm Thổ Thân, khi những vấn đề xuất hiện ở Uttarakhand, ngài nhanh chóng đi tới Kongpo, nhưng chẳng bao lâu quay trở về. Khi ấy, hóa thân của con chốc Trinli Sangpo đã được sinh vào gia đình Ông Rong ở Kongpo. Trôchi Trangpo đã nhận thức rõ ràng điều này và ngài đã phái Ghê Long Chô-so tìm kiếm Tunku. Đứa trẻ được thừa nhận không sai lầm, nhưng Onpo Hala Sutha và Sonpon Leksang đã tranh luận việc thừa nhận và nhiều người trở nên lầm lạc bởi ma quân. Vấn đề được đưa tới Pháp Đình. Do bởi việc hiểu sai một tiên tri của vị Vấn Linh về một hộ pháp, con trai của Halashi bị thừa nhận sai lầm là Tunku, và điều này đưa đến sự tranh cãi to lớn. Do bởi điều này, Trôchi Trangpo đã đi Lhasa để xem nhà lãnh đạo trình bày trường hợp của ngài, và ngài đã được phép hướng dẫn một buổi lễ hỏa táng trước mặt pho tượng Jogo cao quý. Tên đầu tiên xuất hiện từ bình đựng tro là tên con trai của Orong, là hóa thân không bị sai lầm. Tên thứ hai là tên của một ứng viên ở một địa điểm xa xôi. Tên thứ ba là tên của con trai của Halashi không lộ ra chút nào. Như thế, tất cả kết thúc tốt đẹp. Như thế, để làm sống lại và phát triển truyền thống của mật chú thừa của trường phái dịch thuật cổ truyền, và cũng thế như một nguyên nhân gốc đối với hạnh phúc của dân Tây Tạng, để đảo ngược những nguyên nhân của chiến tranh, Trôchi Trangpo đã thiết lập buổi lễ đại thành tựu của Kangchi Tesik Tupa của Nhang ở Yangrira. Ngài đã chỉ định các trách nhiệm về việc xây dựng mạng Đà La, làm mặt nạ và việc thu thập các vật liệu và biên soạn những bản văn cần thiết. Theo cách này, ngài đã mang lại lợi lạc cho các giáo lý của phái Nhìn Ma. Chẳng bao lâu sau đó, Chan Si Trinli, cựu tu viện trưởng của Yangrira, cùng với nhiều người khác đã đưa về vị Tunku của con chốc Trinli Sangpo, và trong tháng 9 của năm Thổ Dậu, họ đã tới Tri Gung mà không gặp chướng ngại nào. Với niềm vui lớn lao, người cha và con trai đã gặp nhau tại Tshikwa. Sau đó, trước mặt pho tượng của Đức Chiten Songgon tại Tri Gung Thiêu, các ngài đã cử hành lễ cắt tóc đầu tiên. Đó là một thực hành thông thường vào lúc đó đối với những người ăn thịt trong các buổi lễ tôn giáo. Trôchi Trangpo cảm thấy rằng điều này không đúng đắn, đặc biệt là trong việc trì tụng các lời cầu nguyện trường thọ, và đã yêu cầu mọi người giảm bớt sự tham luyến tập quán này. Sau đó, ngài ban mọi giáo lý và quán đảnh thông thường và không thông thường của dòng Tri Gung Ca Chu đối với vị Tunku trẻ. Thêm vào đó,
cả cha và con đã thọ nhận nhiều giáo lý và quán đảnh từ Lohonchun Chochi Chansu. Trước sự chiếm đóng của Yuga, tu viện Trulung đã duy trì thành công các truyền thống ném tô ma của Kachi, Mahakala, Chochu và Guru Trapo. Trong năm Mộc Dần, Chochi Chansu đã chỉ định các vị thầy để khôi phục lại những truyền thống này. Cùng cách thế mà Ngài đã siết chặt đệ tử tại Giang Riga. Sau đó, Chochi Chansu bắt đầu phản đối việc các tu sĩ dùng rượu, mặc dù họ nhấn mạnh rằng nhờ nấu sôi rượu, họ đã giải trừ những hậu quả xấu của nó. Ngay cả trong việc chuẩn bị chất cam lồ được dùng cho các tu ma gia hộ, vì một suy tàn tổng quát của việc chứng ngộ so bởi những che chướng của tư tưởng khái niệm, không ai thực hiện hệ thống này một cách đúng đắn. Vì thế, Jiten Sumgon đã nói rằng đối với những người có sự chứng ngộ thì không có sự khác biệt giữa nước, bia và sữa. Chochi Chansu đã lập ra việc dùng sữa, trà hay nước trong sạch cho mục đích này và đã dạy rằng rượu không nên được sử dụng chút nào. Chochi Chanbu đã thực hiện nhiều khóa nhập thức về Yanmantaka, Chankra Samyara, Kala Chakra, Giang Sắp và Hộ Pháp A Chi, và đã thành tựu mọi dấu hiệu và chứng ngộ được mô tả trong những bản văn đó. Có một lần, trong khi đang làm một thực hành trường thọ trong khóa nhập thức, Ngài có một linh kiến về Guru Rinpoche và Pháp Vương Tri Song Tê Sang được bao quanh bởi một cầu vòng. Mỗi 6 năm có một chu kỳ luân phiên của những nhà quản lý Giang Grira và Tri Gung Thiêu. Trong những dịp này, Chochi Chanpo sẽ giới thiệu với những hành giả nhập thức các giáo lý sâu xa của Đức Jiten Sumgon, con đường sâu xa năm nhánh của Đại Ấn, sáu pháp du già của Naropa, Jochen tức Đại Viên Mãn theo Giang Sáp và những giáo huấn khác. Là kết quả các giáo lý của Ngài, nhiều hành giả đã từ bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời này, đặc biệt là Gambo Tunku, Kunrang Geton Wangpo, Trunka Kachu Chinle Sinta Toàn Trí, Katok Rinzin Tsewang Nobu, Bawo Toche Tutka và những vị khác. Những bậc vĩ đại này đã thọ nhận các quán đảnh và giáo lý của các trường phái cũ và mới từ Chochi Chanpo trong nhiều cơ hội. Trong Tome Tongkho, Sara Choji cúng dường của cải cho Chochi Chanpo. Cúng dường này sánh ngang của cải của Vajrayana. Có lần Chochi Chanpo vẽ một thang ca Kache Tetu bao gồm những miêu tả về những cuộc đời tương lai của chính Ngài như Pelsung Atima vân vân. Ngài cũng đặt làm những pho tượng làm từ gỗ chiên đàn đỏ và trắng, mô tả 12 công hạnh của Đức Phật. Người thợ thủ công Lujin bắt đầu thực hiện những tác phẩm này, nhưng sau đó tạ thế và công việc bị gián đoạn. Tại Lapia ở Rang, Chochi Chanpo đã thiết lập một tu viện mới tên là Thupten Tatri Ling. Nó vẫn nở rộ vào thời gian mà tường thuật này được ghi chép vào thế kỷ 18 hay 19. Sau đó, để duy trì tính liên tục của Phật giáo và để cung cấp một hỗ trợ cho việc tập hợp hai tích tập, Ngài quyết định xây một điện thờ tại Trulung với đầy đủ những hình tượng và đồ trang bị. Vào một ngày kiết tường của một tháng kiết tường trong năm Thổ Mã, Ngài chỉ đạo những buổi lễ cai nền và sau đó Ngài nhanh chóng xây dựng một điện thờ gồm 2 tầng và 12 cây cột. Điều này được thành tựu vào tháng Giêng năm Thổ Mùi. Và trong năm Kim Thân, Ngài đã hoàn tất công việc ở bên trong, bao gồm những bức họa và những ngăn điện thờ, và mang đến nhiều hình tượng mà trước đây không có trú xứ.
vào năm Kim Dậu, Ngài thỉnh mời nhiều thợ thủ công Tây Tạng và Nepal để xây một bảo tháp giác ngộ và một bảo tháp huyền diệu để điều phục những thế lực xấu ác, cùng với một bảo tháp hòa hợp để gia hộ cuộc sống. Mỗi một bảo tháp này cao 1.5 tầng, làm bằng vàng và bạc, được tô điểm châu báu quý giá và hình tướng tuyệt đẹp. Chúng được đặt trong nhà thờ nhỏ Holung Trúc Tô Rê, nơi Chochi Chanpo hiến cúng chúng nhiều lần. Vào năm Thủy Tuất, Chochi Chanpo thỉnh mời thêm các thợ thủ công cùng với thủ lãnh của họ là Tô Sinh, và kể ra những người đã xây dựng bảo tháp trước đây, xây dựng một hình tượng tên là Hiền Giả Vĩ Đại, vật trang trí của ba thế giới, trận mưa những gia hộ, cùng với cái lọng và ngai tòa bằng vàng của nó. Hình tượng này cao 2 tầng. Để xây dựng pho tượng kỳ diệu này, chỉ cảnh tượng của nó cũng đã gây hứng khởi cho lòng sùng mộ thuần tịnh. Chochi Chanpo đã sử dụng hơn 3.000 miếng vàng và vô số đồng bằng 600 trọng tải của ngựa. Nó được an vị trong nhà thờ nhỏ tên là Meju Toje Ten và được hiến cúng nhiều lần qua buổi lễ công phu với các thực hành Chankara Samyara, Yamantaka và những bổn tôn an bình và phẫn nộ. Vào năm Thủy Hợi, nhiều người trong những thợ thủ công đó làm các hình tượng của 16 A-la-hán bằng vàng và đồng. Khi sử dụng hơn 700 sang bằng bạc, Chochi Chanpo xây dựng một pho tượng của Konchok Trinli Sangpo có kích thước lớn hơn thân người, được gọi là đáng để chiêm ngưỡng. Các vị sư của Chochi Chanpo được hướng dẫn bởi Epa Nopu Chonfeo đã tạo ra các biểu tượng của 15 điều huyền diệu của Đức Phật tại Sravasti từ đất đá quý, lụa được nghiền thành bột và xây những hang đá để che chở hình tượng của các A-la-hán. Những biểu tượng huyền diệu được đặt trong nhà thờ nhỏ tên là Om Min, và các A-la-hán được đặt trong nhà thờ nhỏ tên là Tê Ten. Chúng được hiến cúng liên tục bằng thực hành một đại dương mật điển. Trong Rajung thứ 13, vào năm Quả Mã, công việc chưa hoàn hảo của Jujin lại được bắt đầu bởi những tu sĩ giàu có do Epa Chan Sen hướng dẫn. Sau đó, cùng với việc tung rải những đóa hoa kiết tường Tunku Konchok Trinli Sangpo được đăng quang trên tòa sư tử tại trụ xứ vĩ đại Rang Chúc Linh. Tại Tru Lung, Chochi Chanpo đã thiết lập một truyền thống những vũ điệu của các vị hộ pháp. Thêm vào những vũ điệu của Pen Mahakala, Tsering Chenga, Yashrayana, vân vân. Cuối năm đó, các nghệ thuật chạm trổ được hoàn tất. Khi Konchok Trinli Sangpo còn sống, Ngài đã liên tục nói rằng sẽ tốt lành khi xây một mô hình mạng Đà La Chakra Samyara của 62 bổn tôn. Để đáp ứng cho ý định này và để cung cấp một hỗ trợ chủ yếu cho việc thực hành thiền định đó, Chochi Chanpo đã xây dựng mạng Đà La đó. Cả hình thức bên ngoài và nội dung bên trong với chi tiết lạ lùng, các thợ thủ công mà Ngài sử dụng thì cũng như trước đây. Mạng Đà La được hoàn tất trong năm thìn, được đặt trong nhà thờ nhỏ Ngôn Nga và được hiến cúng. Vào năm Thổ Tỵ, Đại Thành Tựu Giả Siti Chochi Junne đến thăm Chochi Chanpo và các ngài trao đổi nhiều giáo lý và quán đảnh. Vào năm Ngọ, Chochi Chanpo bị bệnh nặng nhưng nhanh chóng hồi phục. Tại tu viện Tru Lung, buổi lễ Đại Thành Tựu Tsugu được cử hành vào ngày 29 tháng 6 mỗi năm để đáp ứng ý hướng của Konchok Trinli Sangpo. Trong những dịp này, Chochi Chanpo thực hiện những cúng dường lớn lao cho tập hội các tu sĩ. Vào tháng 2 năm Thủy Thân, nhiều thợ thủ công Tây Tạng và Nepal về sau được Thanosin kết hợp
bắt đầu tập họp để vẽ những hình ảnh của các đạo sư dòng truyền thừa Tri Gung, bắt đầu với Đức Kim Cương Trì và bao gồm các Di Tam và Hộ Pháp. Tất cả có kích thước như người thật và được làm bằng vàng và đồng. Những việc này được hoàn tất vào năm Thủy Dậu và được đặt trong nhà thờ nhỏ Choko Toche Nhinpo. Sau đó, sử dụng vàng và bạc, Choji Chanpo xây dựng một bảo tháp giáng thế từ cõi trời và một bảo tháp đống hoa sen. Ngài cũng xây dựng một bảo tháp chiết tường nhiều cửa, hơi cao hơn những bảo tháp khác. Nó bao gồm 62 bổn tôn của Shankara Samyara. Vì những lý do kiết tường, sau đó Ngài xây dựng một bảo tháp hoàn toàn chiến thắng, thay vì một bảo tháp đại bác niết bàn. Từ bên phải và trái của pho tượng chính của điện thờ có đặt những hình ảnh của Đức Phật A-di-đà và đấng thấu suốt mọi sự. Pho tượng chính cao 2 tầng và những pho tượng ở bên hông được đặt ở vị trí cao hơn mỗi tầng một chút. Những ngai tòa và những vật đỡ phía sau chúng cũng được làm bằng vàng và bạc. Trong tháng 3 năm Mộc Tuất, tất cả những điều này được hoàn tất mà không có chướng ngại. Sau đó, từ Lhasa, Choji Chanpo mang toàn bộ Kanchu và Tenchu, và từ Teje, Ngài mang hai bộ Kanchu được in bằng chữ đỏ đặc biệt. Sau đó, Ngài nhanh chóng tạo ra các hình ảnh của 35 vị Phật từ gỗ đàn hương đỏ và trắng, cùng với một biểu tượng của cõi Phật Tê Qua Chan. Ngài đã lần lượt mở các mạng Đà La từ những truyền thống cũ lẫn truyền thống mới của ba gốc các bổn tôn An Bình và Phẫn Nộ, Yamantaka và Chakra Samyara vân vân. Và những thứ này được hiến cúng nhiều lần với những lời cầu nguyện kiết tường trong những tập hội được hướng dẫn bởi cha và con. Khi các thợ thủ công hoàn tất công việc của họ, Choji Chanpo làm họ hài lòng với nhiều quà tặng. Mỗi một trong 6 nhà thờ nhỏ được tô điểm với những màn trướng và rèm treo tường. Tất cả đều sặc sỡ và sáng ngời như thị chúng đến từ kho tàng của Hoàng đế xứ Trung Hoa. Những hình ảnh được xếp thẳng hàng trong những y phục và khăn choàng cổ tuyệt hảo. Vô số đèn bơ tuyệt diệu được mang đến từ Trung Hoa, Ho, Kashmir và những nơi khác. Tóm lại, nhiều loại chất liệu cúng dường kỳ lạ và không thể nghĩ bàn được làm ra và mang tới đó. Như thế, Choji Chanpo đã thành tựu tất cả những gì Ngài dự định. Khi Ngài đã hoàn tất những việc làm lợi lạc cho chúng sinh trong đời này, nhiều dấu hiệu kiết tường được tiến hành. Ngài đã ban lời khuyên bao quát cho tất cả các môn đồ, kể cả Tunku Konchok Chinli Sangpo. Đặc biệt nói rằng, nếu họ không thể xây bảo tháp của Ngài bằng vàng và bạc, họ nên xây dựng nhiều bảo tháp có kích thước khác nhau trong những vùng cao và thấp của thung lũng Tri Gung và phân phối xá lợi của Ngài trong đó. Ngài nói, điều này sẽ mang lại nhiều nguyên nhân do sự phát triển giáo pháp. Sau đó, khi chỉ một hoa sen trong một biểu tượng của cõi Tê Qua Chan, Ngài nói, ta sẽ ngồi ở đây bởi ta đã nhất tâm cầu nguyện, chắc chắn là ta sẽ tái sinh trong cõi Tê Qua Chan. Như thế, mặc dù không có bệnh tật đặc biệt nào được chẩn đoán, sức khỏe của Choji Chanpo bắt đầu xuống dốc. Năm ngày 51 tuổi, vào ngày 21 của tháng Sagatakwa, khi hơi ấm đầu tiên của mặt trời buổi sáng chạm vào mặt đất, tâm sâu xa của Ngài tan hòa vào pháp giới và miền đất tràn ngập những cầu vồng và âm nhạc. Nhiều dấu hiệu kỳ diệu khác xảy ra. Vào ngày 29, thi hài linh thánh của Choji Chanpo được hỏa thiêu giữa hội chúng lớn lao. Nó xảy ra cùng lúc với một buổi lễ Yamantaka được hướng dẫn bởi hiện thân siêu diệt của Tenjin Jotun Tunku của Konchok Trinli Sangpo. Vào ngày thứ 49 sau Đại Niết Bàn, một bảo tháp được gọi là 100.000 xá lợi
được xây dựng trong một buổi lễ đặc biệt tại Tru Lung. Vào dịp cuối năm, các buổi lễ cũng được duy trì tại Tư Sư Qua. Và sau đó, vào năm Mộc Hợi, một hình ảnh to lớn của Chu Chi Chanbu làm bằng vàng và bạc được đặt trong gian nhà chính tại Tru Lung. Một bảo tháp bạc to lớn, cao hơn 2 tầng, được xây dựng tại trú xứ vĩ đại Tri Gung Thiêu. Một bảo tháp vàng cũng được xây dựng tại Canlas. Tất cả những điều này được thực hiện phù hợp với phong tục. Người kế vị Chu Chi Chanbu là Pháp Vương Tejin Trontun, tôn quý vô song, và đệ tử chính yếu của ngài là Gatun Konchok. Tejin Chu Chi Nyinma là vị hộ trì các giáo lý bao la và sâu xa của dòng Tri Gung Kachu, chín mùi và giải thoát. Khi Đức Jiten Sumgon xuất hiện như Tathagata, tức Như Lai, Luritron, Gatun, xin làm một hoàng tử trẻ nhất. Vào thời điểm của chính Đức Jiten Sumgon, ngài xuất hiện là Gacho Tingpa Sacha Pel, một đệ tử chính yếu. Vào thời đại của Ratna Vinh Quang, ngài xuất hiện là Nga Quang Tôn Trúc, một đạo sư ở Tơ Sang. Vào thời của Chôn Chan Phun Sóc Du Song, ngài xuất hiện là Tejin Phun Sóc. Vào thời đại của Thamma Kriti, ngài được gọi là Tejin Trapa. Như thế, ngài đã được thừa nhận là hiện thân của nhiều đấng vĩ đại. Gatun Rinpoche sinh tại Na Chen. Từ Chu Chi Chanbu, ngài liên tục thọ nhận các giới nguyện của một Upasaka, tức cận sự nam, của một tu sĩ tập sự và một tăng sĩ thọ cụ túc giới. Ngài đã thọ nhận toàn bộ giáo lý của dòng Tri Gung Kachu và toàn bộ kiến thức được chứa đựng trong các kinh điển và mật điển. Ngài đã phục vụ các vị thủ hộ Tenjin Chotun và Holotun Chochi Chansu, tinh thông mọi giáo lý của các ngài và đạt được chứng ngộ trực tiếp. Trong mỗi lúc, ngài không bị ô nhiễm bởi 8 mối quan tâm thế tục. Về sau, ngài trở thành đạo sư kim cương của Chu Chi Nhìn Ma, hóa thân của Chu Chi Chan Bu, và ban cho vị này mọi giáo lý của Tri Gung Ca Chu, bao gồm những giáo huấn về 8 Hekruka. Như thế, ngài đã phô diễn thiện tâm vĩ đại không thể nghĩ bàn đối với dòng truyền thừa giáo pháp này. Cũng có nhiều vị khác đã hoàn tất 2 giai đoạn.